Chào bạn, liệu bạn có đang quan tâm tác hại của việc cho trẻ sử dụng điện thoại? Hôm nay hãy cùng mẹ Chích Bông khám phá chủ đề ngừng ngay việc cho trẻ dùng điện thoại, hãy chơi cùng con. Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường cho trẻ xem TV, máy tính, điện thoại thông minh để không mất nhiều thời gian trông trẻ mà tập trung cho công việc khác. Thế nhưng, việc cho trẻ xem quá nhiều lại ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như dễ mắc bệnh tim mạch, khả năng tập trung và nguy cơ béo phì. Nào, hãy cùng mẹ Trích Bông tìm hiểu chi tiết nhé! Và đầu tiên là nguy cơ mắc bệnh tim mạch sớm. Trong một cuộc khảo sát mới đây của Đại học Sydney ở 1.492 học sinh tiểu học, các nhà khoa học đã phát hiện khi các em xem TV hay ngồi trên máy tính hàng giờ, nhiều em sẽ bị hẹp mạch máu võng mạc, một dấu hiệu cảnh báo sớm về nguy cơ mắc bệnh tim mạch ở trẻ và huyết áp cao. Tuy nhiên, nếu các em chỉ xem TV hay chơi máy tính mỗi ngày dưới 1 giờ thì không xuất hiện các nguy cơ nói trên. Khi tiến hành nghiên cứu, các bậc phụ huynh đã trả lời phiếu điều tra cho biết rõ lượng thời gian cho con cái xem TV, chơi game, đọc sách và tham gia các hoạt động thể chất trong và ngoài trời. Sau đó các em được chụp ảnh kỹ thuật số, các mạch máu võng mạc và tính toán kích thước của các mạch máu. Các em cũng được đo chiều cao, cân nặng, chỉ số trọng lượng cơ thể và đo huyết áp. Các nhà khoa học đã phát hiện bình quân mỗi ngày trẻ xem TV hay chơi máy tính dưới 1,9 giờ xong chỉ có 36 phút hoạt động thể chất với động mạch võng mạc hẹp. Tuy nhiên, ở những trẻ thường tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời thì không gặp các hiện tượng trên, nên cũng không có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nhiều kết quả nghiên cứu đã khẳng định về nguy cơ mắc bệnh tim mạch khi xem TV quá nhiều lên tới 18% cho mỗi tiếng mà trẻ ngồi dưới màn hình nhỏ. Và thứ hai là giảm khả năng tập trung chú ý khi trẻ sử dụng các thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại thông minh, máy tính, TV sẽ dẫn đến rối loạn khả năng chú ý và nhận thức không tập trung. Các rối loạn nặng hay nhẹ phụ thuộc vào thời điểm phụ huynh cho trẻ sử dụng. Bên cạnh đó, tâm tính của trẻ cũng có nhiều sự thay đổi, dễ cáu gắt, gây hấn với cha mẹ. Trẻ chú ý vào các thiết bị này và thờ ơ với người xung quanh. Và thứ ba là tăng nguy cơ béo phì. Xem TV, máy tính nhiều làm nguy cơ béo phì do trẻ lười vận động, ngồi hàng giờ liền dưới màn hình TV sẽ làm chậm khả năng trao đổi chất của cơ thể, khiến cho chất béo được dự trữ nhiều hơn thay vì đốt cháy. Thứ tư là dấu hiệu cần đưa trẻ đến thăm khám bác sĩ. Khi trẻ sử dụng nhiều thiết bị thông minh mà xuất hiện các biểu hiện sau thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Trẻ thường xem với khoảng cách gần, thường xuyên rụi mắt, chảy nước mắt, rất nhạy cảm với ánh sáng, nheo mắt, lé mắt. Khi đọc phải dò từng hàng hay nghiêng đầu sang một bên, ngủ ít hay giật mình, não bộ căng thẳng dẫn đến mạch đập nhanh, tim phải co bóp nhiều hơn. Đối với trường hợp trẻ bị nặng, cần có các xét nghiệm các cận lâm sàng cũng như đo điện não đồ để phát hiện các sóng thần kinh cục bộ, từ đó có những biện pháp điều trị tích cực và hiệu quả. Thứ năm là nên quy định giờ xem cho trẻ để hạn chế nguy cơ các bệnh lý do sử dụng thiết bị thông minh. Các bậc phụ huynh cần quy định giờ xem cho trẻ. Đối với trẻ từ 0 đến 3 tuổi thì chỉ cho trẻ xem 1 giờ trên ngày và không quá 2 giờ đối với trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Phụ huynh cũng nên xem TV cùng con để chọn chương trình phù hợp cũng như đặt những câu hỏi nhằm kích thích tư duy, giúp trẻ phân biệt đúng sai và thu thập những lợi ích mà TV mang lại. Bên cạnh đó, cần cho trẻ tham gia các trò chơi vận động như võ thuật, bơi lội, múa, hội họa để giúp trẻ không còn nhiều thời gian dành cho các thiết bị thông minh và mang lại sức khỏe, thể trạng tốt cho trẻ. Các cha mẹ nhớ nhé, luôn dành thời gian chơi cùng con thay vì đưa chiếc điện thoại để trẻ chơi game nhé. Xin chào!